Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ món bánh, đó là bánh trà xanh chi khét. Mời các bạn cùng làm với mình nha. Đây là nguyên liệu để mình làm bánh green tea chi khét nha. Cái bơ này mình để vô nước ấm nước sôi lên á. Mình làm cho nó tan ra nha. Đây cái bánh Oreo nè, mình đã lấy cái đường nó ra rồi thì mình chỉ xài cái bánh thôi ha, mình không có xài cái đường nữa. Thì mình cho tất cả bánh vào trong đây để mình xay nó ra đó. Còn nếu mà ai mà không có xay thì mình bỏ vô cái bọc đó để mình đập dập dập nó ra. Rồi mình xay nó ra nha. Rồi xong rồi mình cho bơ vô nha. Đây ha, mình cho bánh vô cái khay này. Cho 3 muỗng nước vô cái chén bột gelatin nha. Cái này mình đổ nước vô rồi đó, thì mình để cho nó nở chút xíu ha. Mình bỏ cái kem chi này vô, mình tán cho nó mềm ra nha. Sau khi mình tán cái kem chi này nó mềm ra rồi đó, thì mình cho cái yogurt vô ha. Cho hết cái phần yogurt vô. Xong mình cho cái phần đường này vô luôn nha. Cái này mình quậy nó tan ra hết rồi đó. Thì mình đổ vô đây nha. Giờ mình để cái này lên đây. Rồi, cái phần sữa mà heavy whipping cream đó, mình cho nó vô đây hết nha. Mình đánh cho cái này nó hơi nổi lên một cái xíu nha các bạn. Nổi. Cái kem mình đánh cho nó nổi lên như vậy là được rồi ha. Rồi mình trộn chung lại với lại cái kim chi. Mình đổ vô đây phần nữa nha. Còn phần nữa lại đây nữa mình làm cái green tea. Rồi cái này mình đem mình bỏ vô tủ lạnh khoảng 30 phút ha. Rồi mình lấy ra mình bỏ cái green tea lên nha. Ginh thi mình cho sữa ấm hoặc nước ấm đều được nha. Mình tán ra cho nó đều rồi mình đổ vô tô ha. Cái ginh thi này mình tán nó ra hết rồi nè ha. Bây giờ mình cho nó vô cái tô mà kim chi của mình ha. White chocolate này thì mình bẻ nó ra, mình để vô ly á, rồi mình để vô nồi mình làm cho nó chảy ra, rồi mình đổ vô khuôn á để trang trí lên mặt bánh ha. Chocolate này mình đổ vô trong mấy cái khuôn silicon á, dễ lắm á cả nhà ơi. Nhường ha. Cái này mình để trong tủ lạnh được 30 phút rồi ha. Rồi bây giờ thì mình đem ra mình cho cái phần chiên thia còn lại á mình cho nó vô luôn ha. Rồi
đem vô mình để trong tủ lạnh khoảng 3 giờ là mình lấy ra được rồi. Bánh mình để tủ lạnh được 3 giờ rồi đó. Thì giờ mình lấy bánh nó ra đó, bánh nó đông đặc lại rồi ha. Trước khi mình lấy ra thì mình dùng cái khăn ấm á, mình để ở ngoài cái khay vậy nè, cho cái bánh nó mình dễ lấy ra nha. Yeah, bánh đẹp chưa? Bánh rất là đẹp. Đây các bạn nhìn xem cái bánh của mình nè. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và xin mến chúc cho tất cả mọi người được bình an và hạnh phúc. Bye.